chào các bạn. Để làm món bánh vây môn thì ở đây mình dùng là 170g bột năng. Này là bột gạo 100g ha. 220g đường. Rồi đây là dừa nạo, mình dùng 250g. Khoai môn mình dùng nửa củ như vậy là 200g á. Rồi lá dứa tươi 30g. Rồi thêm xíu muối và ống hương vani nữa nè. Xong phần nguyên liệu rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm ha. Phần khoai môn thì mình cắt khoanh mỏng một nửa, để lát nữa mình cắt sợi nhỏ lại. Rồi một nửa thì mình cắt ra như vậy nè, để mình đem đi hấp. Ngoài ra thì các bạn có thể cắt sợi hết hoặc là đem đi hấp hết cũng được nữa, thì tùy theo sở thích mà các bạn làm nha. Nồi hấp nóng lên thì mình cho khoai vào nồi để mình hấp. Mình hấp khoai môn này trong 10 phút với lửa lớn nha. Sau 10 phút thì khoai nó chín mềm hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình tán nhuyễn nó. Trong lúc tán khoai nhuyễn ra đó thì lúc nãy mình có cho thêm một ít màu lá cẩm để cho khoai mình nó có màu tím đẹp hơn nè. Còn không thích đó thì các bạn để màu tự nhiên của khoai ha. Phần dừa nạo thì mình vắt ra được là 100ml nước cốt dừa nhất nè các bạn, là nước cốt mình vắt lần đầu tiên đó. 300ml nước cốt dừa dảo là nước cốt mình vắt lần hai. Lá dứa thì mình cắt ra mình xay. Lá dứa thì các bạn nhớ dùng cái loại cọng nhỏ màu xanh tươi như vậy nè. Này là lá dứa hương, cái màu nó vừa đẹp mà nó vừa thơm hơn nữa đó. Lá dứa mình xay khô cho nó nhuyễn ra, xong thì mình cho nước vào để mình lấy là 120ml nước lá dứa đó. Chuẩn bị xong hết thì mình đi khoa bột 170g bột năng. Rồi cho hết 100g bột gạo vào luôn nè. 220g đường phèn. Rồi thêm khoảng nửa muỗng cà phê muối nữa để cho nó được đậm đà hơn. Rồi 300ml nước cốt dừa dảo mình sẽ cho vào đây, mình cho từ từ để mình hòa bột cho nó tan đều ra đó. Mà mình dùng đường phèn cho nên mình khuấy nó hơi lâu tan. Các bạn nên dùng đường cát á, thì mình khuấy bột nó sẽ nhanh hơn ha. Sau khi khuấy cho nó tan đều ra hết thì mình sẽ chia cái phần bột này ra hai phần bằng nhau. Mình căng hết cái phần bột là 700g. Mình chia đôi là mỗi bên 350g bột nha. Còn không có căng á, thì các bạn chia tương đối cũng được rồi. Chia đều ra xong nè, thì mình cho hết 100ml nước cốt dừa vào cái thau bột bên đây để mình làm cái bột màu khoai môn. Cái thau khoai môn nghiền mình cho hết vào. Rồi khoai môn cắt sợi mình cho vào luôn. Mình cho thêm ống hương vani vào cho nó thơm nè. Xong mình khuấy đều nó lên. Sau khi khuấy đều cái phần bột khoai môn xong thì cái tô bột bên đây nè, phần nửa bột còn lại đó mình cho 120ml nước lá dứa vào nè. Đây khuấy đều lên xong là mình đi đổ bánh được rồi đó các bạn. Khuôn thì mình có thoi dầu ăn, mình hấp trước vài phút cho nó nóng lên đó, rồi mình sẽ cho bột vào mình hấp. Mình đổ cái bột màu lá dứa vào trước nè,
thì mình múc khoảng 5 cái giá canh này. À, mình lường để một lát á, cái lớp bên trên mình cũng múc 5 giá canh luôn. Nó nghiêng á, mình chỉnh lại cho nó bằng. Rồi mình đậy nắp lại, mình hấp là 10 phút các bạn ha. À, sau khi hấp được 10 phút á, thì cái lớp màu lá dứa nó chín rồi nè. À, trong lúc hấp thì lâu lâu mình mở nắp ra, mình lau bỏ hơi nước một lần để bánh không bị nhão các bạn ha. À, tiếp tục mình sẽ đổ cái lớp bột khoai môn vào nè. À, lớp khoai môn á, thì mình sẽ đổ bột nhiều hơn. À, cái lớp này mình múc là 8 vá canh á, chảy cho khoai môn nó đều ra. À, tiếp tục thì cái lớp bột khoai môn này mình sẽ hấp là 15 phút. Rồi cái lớp bột khoai môn nó chín rồi thì mình sẽ đổ tiếp thêm một cái lớp màu lá dứa nữa. À, mình cũng múc là 5 giá canh bằng với cái lớp bột lá dứa đầu tiên luôn. À, cái khuôn này mình đổ 3 lớp thôi. Còn cái phần bột dư lại á thì mình sẽ cho vào khuôn nhỏ để mình hấp tiếp. Rồi mình sẽ hấp thêm 15 phút nữa là bánh nó chín hẳn các bạn nha. Đây tổng thời gian mà mình hấp 3 lớp bánh á, là 40 phút. Là bánh của mình nó chín hết rồi nè. Giờ mình sẽ lấy ra mình để bánh cho nó nguội hẳn ha. Đây bánh nó đang nguội hẳn rồi nè. À, mình để cho nó nguội hẳn rồi mình mới lấy ra thì nó sẽ dễ hơn các bạn ha. Nghe cho các bạn xem, nhìn rất là ngon luôn nè, thơm lắm luôn các bạn ơi. Đây món bánh khoai môn lá dứa, các bạn có thể gọi là bánh da lợn khoai môn cũng được nữa, vì cái lớp màu xanh á nó gần giống như bánh da lợn vậy đó, nó chỉ khác cái lớp khoai môn thôi, rất là ngon luôn các bạn. À, cái lớp màu xanh á, thì ăn y chang như bánh da lợn luôn. À, còn cái lớp khoai môn á, thì béo bùi, đặc biệt là nó rất là thơm, ăn ngon và lạ miệng lắm luôn các bạn. Để các bạn nhìn những cái bánh nè, rất là hấp dẫn luôn. À, bánh này á, thì làm xong các bạn để ăn trong 2 ngày nó vẫn còn ngon, nó không có bị hư ha. À, đến đây thì món bánh khoai môn lá dứa của mình đã chia sẻ xong rồi. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem hết video. Giờ mình xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.